này là chùa tu viện Tây Thiên nè cả nhà. Cảnh ở đây rất là thích, rất là đẹp và thoải mái. Mọi người đi chùa Tây Thiên cả nhà, tu viện Tây Thiên. Có cái tượng Phật Bà Quan Âm ở đây nữa nè cả nhà. Tượng Phật rất là trang nghiêm và đẹp cả nhà. It family ngay tượng Phật. Chỗ này là có cái chuông bự và có hai hình con sư tử. Cảnh ở đây đẹp quá cả nhà ơi. Red. Cảnh ở đây đẹp quá mọi người ơi. Đẹp quá. Ừ, mà bữa nay mát nữa. Các chị La Hán, Phật Bồ Tát La Hán. Ở đây trồng bông nhiều lắm nè. Đủ loài bông hết. À, hai bên đường. Bông đẹp không à? Bông này đẹp quá. Bông này cũng đẹp luôn nè cả nhà. Nhiều loại bông đẹp. Bông hồng này cũng đẹp luôn cả nhà. Quá đẹp luôn. À, bông hồng này màu cam, màu hồng hồng màu cam nè. Nhiều loại bông đẹp quá. Ông dạng thọ này bự ghê á, đẹp thiệt. Có cái hồ nước rất là đẹp. Bông hướng dương này màu vàng đẹp quá. Khang vui quá, Khang đi chùa Tây Thiên vui quá. Dễ thương không?
Hello Khang. Đây có cái hồ nước qua dòi nước bắn lên. Ô có cầu vồng kìa Hương, cầu vồng kìa, và có một tượng, một bức tượng Phật rất là đẹp. Có cái cầu vồng đi qua cái đường nước Rainbow đó, đẹp ha. Bông ở đây trồng đủ màu luôn cả nhà, đẹp quá. Đi một vòng một hồi mệt rồi, ngồi nghỉ một chút xíu. Beautiful view. Ở đây có một cái dòng, dòng cung giống như là trồng hoa. Đẹp quá, hai bên. Hai bên có ông chú Tiểu. Nhìn xa xa có ông Phật rất là cao, đứng ở trên cái ngôi chùa màu xanh. Chùa ở đây trồng nhiều bông hoa đẹp quá. Chùa này là chùa Tây Thiên nha cả nhà, Trúc Lâm Tây Thiên đây. Chụp hình nè.
cổng qua đẹp quá. Hello. Cảnh ở đây chỗ nào cũng đẹp hết cả nhà ơi. Rất là thoải mái. Đây là Phật Thích Ca của ngôi chùa tu viện Tây Thiên. Tu viện Trúc Lâm Tây Thiên nha cả nhà. Phật đứng rất là trang nghiêm và hùng vĩ. Phật Thích Ca đứng rất là trang nghiêm và hùng vĩ. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Ngài phù hộ cho thế giới được hòa bình và chúng sinh được an lạc. Ok, có nhiều tượng Phật cả nhà. Nhiều tượng Phật khác nhau. Đi qua cái cầu ở đây thì có một cái chỗ, cái nhà ngồi để mà mình nhìn ra thấy ông Phật ở ngoài kia đang đứng cao ở trên một cái ngôi nhà có màu xanh và có một cái hồ nước. Ông Phật Thích Ca đang nhìn xuống dưới hồ nước. Cảnh vật ở chùa Tây Thiên rất là đẹp cả nhà. Có bông hoa và cây cỏ nhìn rất là thoải mái và mát mẻ. Rất là đẹp cả nhà. Cả nhà có để ý thấy có nhiều mây, nước và ông Phật. Cảnh ở đây giống như là Tây Thiên, giống như mình đang sống ở trên Tây Thiên vậy đó cả nhà. Cảnh ở đây đẹp, đúng như tên gọi là Trúc Lâm Tây Thiên. Cảnh ở đây rất là đẹp cả nhà, mình rất là thích luôn. Nếu cả nhà có dịp nhớ đi tới chùa Tây Thiên một lần nha cả nhà. Ở dưới nước có mấy cái hoa sen bằng mũ người ta thả xuống dưới. Không biết ở đây có đốt đèn hoa sen không nữa ha. Thank you.
rainbow.